Xin chào các bạn. Chị tham gia ca hát từ khi nào? Chào bạn Ngọc Hàng Nguyễn. Hàng tham gia ca hát cũng 10 năm rồi. Hằng và Hồng Trí xin chào tất cả các bạn. Đầu tiên xin xin chúc cho tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe nha. Mình làm quen ha. Vô luôn khách nha. Thank you. Chưa on air hả? Dạ, bây giờ vô đó chị. Đó, nhắc cái này phải vô đó. Để về đi. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đến với lại tiếng hát của Mai Trần Lâm qua ca khúc Ngại Ngùng, nhạc Quốc Dũng và lời thơ thì là của Xuân Kỳ. Dạ vâng ạ, và ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại không gian của những ca khúc được yêu cầu nhiều trong tuần vừa qua, để rồi cũng mở ra không gian của khách đến nhà. Và ngày hôm nay thì Hoàng Trí rất lấy làm vui mừng bởi vì mời được đến đây một giọng hát có rất là nhiều điều để chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Dạ, giọng hát nếu mà nói là mới thì chắc chắn là không phải mới, nhưng mà nếu nói cũ thì không hẳn cũ đâu, bởi vì chúng ta sẽ còn nhiều điều mà khai thác nữa. Chính vì thế mong rằng là mọi người hãy gọi điện thoại về thật nhiều thông qua số máy quen thuộc là 028 39 91 91. Và ngay bây giờ đây, người ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này, ca sĩ khách mời trong chương trình Bolero cuối tuần ngày hôm nay, ca sĩ Mỹ Hằng. Xin được chào mừng chị đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Hoàng Trí, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Nghệ danh của mình là Phạm Mỹ Hằng. Hôm nay Phạm Mỹ Hằng lời đầu tiên là xin được chúc cho toàn thể quý khán giả của chương trình Bolero cuối tuần thật nhiều sức khỏe và nhớ theo dõi đài của mình nha quý vị. Dạ, dễ thương quá. Đây là một lời chào rất là dễ thương. Và một lát nữa mọi người mà nghe chị Mỹ Hằng hát, trời ơi, còn thấy sao xuyến xuyến sao hơn nhiều. Dạ vâng ạ, và trước khi cùng bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì cho phép Hoàng Trí sẽ được chuyển đi những thông tin giao thông hữu ích dành cho các bác tài. Thông tin giao thông này được ghi nhận tại Hà Nội từ vị thính giả cho biết là trong ngõ nhà giàu phố Khâm Thiên đang có đám cháy, các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Tiếp đến, một vị thính giả khác cho biết đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua bán đảo Linh Đàm, có một người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, các phương tiện di chuyển theo hướng đi Mai Dịch cần phải chú ý. Và tiếp tục, ở đường Lạc Long Quân đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Âu Cơ. Bên cạnh đó thì đường Thiên Hiền đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Xin phép được nhắc lại những thông tin giao thông này được chúng tôi ghi nhận tại khu vực Hà Nội. Trong ngõ nhà giàu phố Khâm Thiên đang có đám cháy, các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Tiếp tục, đường vành đai 3 trên cao đoạn qua bán đảo Linh Đàm, có một người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, các phương tiện di chuyển theo hướng đi Mai Dịch cần phải chú ý. Song song đó, đường Lạc Long Quân đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Âu Cơ. Và thưa quý vị, còn một thông tin nữa rằng là đường Thiên Hiền đang ùn dài và các phương tiện thì di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả và các bác tài. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu trò chuyện với lại ca sĩ khách mời ngày hôm nay, ca sĩ Phạm Mỹ Hằng. Dạ vâng ạ. Thôi bây giờ em phải nói sao giờ? Tức là em phải giới thiệu của chị. Thật ra thì với tiếng hát của chị Mỹ Hằng á, thì với những ai ngày xưa khi mà thường đến với phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ nghe giọng hát của chị nhiều. Xong sau đó thì chị bắt đầu có những cái hoạt động ở hải ngoại, dạ, và chủ yếu ở đó nhiều hơn. Sau một khoảng thời gian thì chị mới quay trở về lúc này đây. Ngày hôm nay cảm xúc của chị như thế nào khi đến với chương trình Bolero cuối tuần ạ? Cảm xúc thì rất là thấy vui và hạnh phúc lắm. Tại vì đây là chương trình talk show đầu tiên ở Việt Nam. Wow. Tại vì thật ra thì, xin chào các bạn nha. Thật ra thì ở bên Mỹ Hằng cũng có lên mấy cái talk show, cũng công thành show này kia, cũng nhiều cái đài ở Cali rồi, nhưng mà ở Việt Nam thì lần đầu tiên. Kính thưa quý vị, biết sao không? Tại vì trước đây Hằng ở Việt Nam á, có thể còn xa lạ với quý vị nhiều, bởi vì Hằng cũng không có làm nhiều cái MV hoặc là những cái sản phẩm nhiều. Cho nên đến khi mà Hằng cảm thấy mà mình chuẩn bị muốn làm những cái sản phẩm cho riêng mình, thì lúc đó Hằng lại đi định cư bên Mỹ. Cho nên là thời gian vừa qua là Hằng mới
qua một, mới làm được một cái album Vol 2 thì Hằng phát hành tại bên Mỹ. Cho nên có thể quý vị thấy Hằng rất là lạ, chỉ có một số khán giả là biết Hằng thôi. Nhưng điều đó cũng không có làm Hằng buồn, mà bây giờ Hằng làm quen với tất cả quý vị nè, bây giờ mình sẽ biết nhau ha. Không, thật ra là chị cứ yên tâm, bởi vì là thôi thì thẳng đây em cũng giới thiệu luôn, chương trình Bolero cuối tuần là một trong những chương trình được rất rất là nhiều quý vị thính giả trên sóng của kênh VV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam yêu mến lắm. Chương trình của chúng ta là trực tiếp ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, rồi phủ sóng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và dọc theo miền Trung cũng rất là nhiều quý vị thính giả nghe nữa, đặc biệt là các bác tài. Cho nên là mong rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có cuộc hội ngộ ở đây, gặp gỡ, chia sẻ với nhau thật là trọn vẹn và nhiều cảm xúc. Bên cạnh đó thì chắc chắn không thể thiếu được tiếng hát của chị rồi. Dạ, cho nên là chị cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm thế hát tặng cho mọi người chị nhé. Dạ vâng ạ. Rồi bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay với lại tín hiệu kết nối đầu tiên. Dạ vâng, không biết là vị thính giả này sẽ có cái điều gì để mà đặt ra hỏi cho chị đây ạ. À, Hoàng Trí và ca sĩ khách mời ngày hôm nay Mỹ Hằng xin được gửi lời chào đến anh Tân ạ. Dạ, xin chào anh Tân. Anh có nhớ em không? Trời, bây giờ hỏi nhớ không với một lời chào thì bây giờ hơi khó cho Hoàng Trí quá à. Dạ. Lần thứ ba, Tân ở Hương Yên đúng không? Rồi, ngày hôm nay không chỉ là cuộc trò chuyện của chúng ta mà còn gặp gỡ với lại ca sĩ khách mời ngày hôm nay Mỹ Hằng nữa. Không biết là giờ đây đầu tiên thì cho phép Hoàng Trí hỏi là anh Tân có biết gì hoặc là có nghe gì với giọng hát của Mỹ Hằng chưa? À, nghe Ngọc Hân nhiều hơn hả? Rồi, vậy hôm nay khi mà kết nối với lại ca sĩ khách mời này thì mong rằng là trong list nhạc của anh Tân trong thời gian tới đây sẽ có thêm tiếng hát của Mỹ Hằng nữa. Dạ, thôi thì bây giờ mình tranh thủ nha. À, Tân có thể đặt câu hỏi luôn cho chị Mỹ Hằng ngày hôm nay. Dạ có, xin chào anh Tân. Em không nhớ rõ nữa, nhưng mà cho tới thời điểm này thì em biết hát có thể nói là 12 năm rồi. 12 năm. Dạ. Dạ. Dạ thưa, em mới vừa phát hành cái album Vol 2 trong tháng 8 năm 2018. Thì album Vol 2 này là chuyên về bolero, em phát hành tại bên Mỹ. Dạ. Thì nếu mà anh có thời gian, anh có thể search trên mạng là album bolero Vol 2 ca sĩ Phạm Mỹ Hằng, anh có thể nghe được album. Dạ. 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 À, quê của Hằng là ở Quy Nhơn, Bình Định. Wow, Quy Nhơn, Bình Định. Dạ đúng ạ. Miền Trung. Ồ, không sao. Dạ vâng, không sao cả. Vâng, rất là vui. Dạ, rất là vui. Dạ. Đấy, cho nên là thôi bây giờ mong rằng là như này, ngày hôm nay Tân có duyên kết nối với lại chị Mỹ Hằng thì mình sẽ ấn tượng với giọng hát này và nghe giọng hát này nhiều hơn nha Tân nha. Đó. Đừng nói xa nhau. Đừng nói xa nhau thì nó không có trong album của Hằng. Dạ. Nhưng mà Hằng hát vài câu được không? Vài câu. Dạ vâng. Rồi, Tân sẽ tặng cho ai ạ? Dạ vâng ạ. Đấy, chị thấy chưa? Đây là món quà nha, một món quà rất là nặng ký đó, gửi tặng nhiều người đó. Không có sao. Nói chung là hôm nay kết nối được với Tân thì mình thấy rất là vui và rất là thông cảm cho cái hoàn cảnh của Tân hiện nay. Và mong rằng là có chút xíu gì đó chia sẻ cho Tân để cho Tân vui và gửi tặng cho tất cả các anh ha. Nhiều anh quá không có nhớ hết. Dạ. Rồi, bây giờ thì chị có thể hát một vài câu. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Được chưa? Thực ra chị không nhớ lời. Không nhớ lời không lắm. Không nhớ lời lắm đúng không? Dạ. Nhớ từng khúc. Dạ. Dạ. Rồi, là coi như là một phần khởi đầu để gửi tặng đến Tân. Rồi mong rằng là Tân cũng sẽ tiếp tục nghe chương trình để rồi mình còn có thể thưởng thức giọng hát này một cách hoàn chỉnh hơn nữa nhé.
Hiện tại thì Hằng cũng có làm kinh doanh chung với gia đình á. Thì dạ. Rồi. Trước đây thì Hằng không có thi vào cái chương trình nào hết. Tức là hồi xưa là Hằng có học và hát bên nhà văn hóa thanh niên. Và sau đó thì thầy của Hằng là nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Thế Hiển có dạy thêm cho Hằng về cái phong cách biểu diễn cũng như là chọn những cái dòng nhạc vậy thôi, chứ Hằng chưa có thi một cái chương trình nào hết. Đó là một câu chuyện rất dài. Mình có thể chia sẻ chút xíu, tại vì có rất là nhiều bạn thì mình muốn chia sẻ bằng Tân là trước hết là bạn phải có một giọng hát trước, và sau đó thì khi bạn hát, nhất là bolero thì bạn cần phải luyến lấy cho nó đúng câu đúng chữ, và khi bạn hát bạn phải nhả chữ cho nó tròn vành rõ chữ. Thì đó, mình có thể chia sẻ chút xíu như vậy. Dạ vâng. Rồi ngày hôm nay là chúng ta gặp nhau và một kinh nghiệm nữa lại bỏ túi nha. Cho nên là Tân, dạ, rồi mong rằng là sau khi mà kết nối này thì Tân sẽ tìm hiểu nhiều hơn về giọng hát của chị Phạm Mỹ Hằng nhé. Rồi. Rồi, cảm ơn Tân, chúc Tân. Rồi, cảm ơn Tân nha, chúc Tân thật là nhiều sức khỏe ha, hy vọng gặp lại ha. Dạ rồi, xin được gửi lời chào đến Tân. Dạ vâng ạ. Và trước khi cùng đến với tín hiệu kết nối tiếp theo, cho phép Hoàng Trí xin được gửi đi hai thông tin giao thông đáng chú ý tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đến từ vị thính giả có 4 số máy cuối là 4154 cho biết vòng xoay An Phú của tỉnh Bình Dương xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Tiếp tục, một thông tin khác được cập nhật tại cầu Kinh Tẻ hướng từ quận 7 sang quận 4, xe đông di chuyển chậm. Thông tin này được cập nhật từ vị thính giả có 4 số máy cuối là 0892. Xin phép được nhắc lại, vòng xoay An Phú tỉnh Bình Dương xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Tiếp theo là cầu Kinh Tẻ hướng từ quận 7 sang quận 4, xe đông di chuyển chậm. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn hai thông tin giao thông vừa rồi, một thông tin tại khu vực tỉnh Bình Dương và một thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tín hiệu kết nối của cô bé ở quận 7. Hoàng Trí và ca sĩ Phạm Mỹ Hằng xin được gửi lời chào đến cô bé ạ. Xin chào cô bé. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô vì tình cảm này. Trời ơi, là tức là từ hồi lúc chương trình phát sóng cho đến bây giờ. Dạ, rồi hôm nay là ai gọi cho cô hay là cô tự gọi? Cô tự bấm. Dạ. Con cảm ơn cô, nhưng mà hôm nay là cô không chỉ gặp riêng con đâu, mà cô còn gặp với lại tiếng hát của ca sĩ Phạm Mỹ Hằng nữa. Dạ, xin chào cô. Dạ. Mừng quá hả? Dạ, vậy thôi bây giờ cô ơi, con nghĩ là như này nè, ngày hôm nay khi mà cô gặp gỡ với lại ca sĩ khách mời, cái thôi bây giờ mình yêu cầu ca sĩ khách mời hát tặng cô một câu đi, coi như là cho thỏa cái lòng, cái tình cảm mà cô dành cho chương trình. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Không cô ơi, thật ra là trời ơi cô, dạ con cảm ơn tình cảm của cô rất là nhiều. Con nghĩ rằng á là mọi thứ nó phải có cái duyên đó cô. Đủ cái duyên thì mình sẽ gặp nhau. Dạ, tại vì hôm nay là có khách mời. Hôm nay là có tiếng hát của... Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô, dễ thương quá vì tình cảm này. Dạ, tức là một bản gì cũng được hết đúng không cô? Dạ. Ồ, à dạ. Vậy thôi bây giờ hôm nay nha, con sẽ yêu cầu chị Mỹ Hằng sẽ hát gửi tặng cho cô một vài câu trong một bài hát bất kỳ nào đó để mà đáp. Dạ. Không bao giờ quên anh. Dạ. À, nhạc chờ điện thoại của cô là không bao giờ quên anh. Dạ. Rồi, thôi bây giờ như thế này, chị Mỹ Hằng ơi, chị sẽ hát một vài câu để mà gửi tặng cho cô nhé, trong bài nào bất kỳ chị chọn cũng được. Ừ. À, con xin chào cô bé trẻ mãi không già. Cô bé trẻ mãi không già. Hồi nãy giờ là 73 tuổi. Dạ. Dạ, nhưng mà con nghe giọng nói của cô còn trẻ lắm. Dạ. Em ơi, giọng trẻ quá. Em ơi. Dạ. Rồi. Dạ. 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 Dạ, một câu chuyện. Dạ, một dạ, con nghĩ rằng là với bởi vì sự lạc quan đó, bởi vì những cái điều mà cô đang chia sẻ với chương trình, cho nên là nó mới giúp cô có thể có một cái sức khỏe để đến bây giờ đây ở tuổi 73 rồi mà cô vẫn còn đảm đương một cái công việc để mà mình có thể đi làm để mưu sinh được. Dạ. Cảm ơn bạn Hoàng Vũ. Dạ, dạ vâng ạ, đây là một cái câu chuyện mà con nghĩ rằng là cô sẽ có rất là nhiều thời gian để mà chia sẻ cùng với con. Còn bây giờ đây thì con sẽ yêu cầu nha, con sẽ yêu cầu chị Mỹ Hằng hát dành tặng cho cô nha. Ở trên fanpage á, chị thì mọi người đang yêu cầu là Mỹ Hằng ơi hát bài Vùng Lá Me Bay đi kìa. Huỳnh Quý Trường có yêu cầu Vùng Lá Me Bay. Dạ, và anh cũng yêu cầu bài Lời Cuối Cho Em. Dạ. Sáng tác của nhạc sĩ Nguyên Vũ. Dạ. Cô ơi, vậy con hát tặng cho cô cũng như tất cả quý vị được không cô? Dạ rồi đó. Dạ. À, dạ. Rồi. À, con hát. Dạ. Không có gì ạ. Dạ. Rồi bây giờ đây thì chị có thể. Dạ. À, xin cảm ơn anh Huỳnh Duy Trường. Quý Trường. Dạ. Quý Trường. Dạ. Yêu cầu em hát bài Lời Cuối Cho Em và Vùng Lá Me Bay và một số bạn nữa. Thì em sẽ hát bài Lời Cuối Cho Em để tặng cho anh Trường cũng như cô và toàn thể quý vị. À, một sáng tác này của nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Thì em hát ha. Anh, em xin anh một lần cuối, đừng trách em, đừng giận em nhé anh. Anh, em van anh nói đi, anh nói sẽ không bao giờ buồn. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, em chôn dấu đời ngàn năm lạnh giá. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, em xin muôn kiếp yêu anh mà thôi. Wow. Hay quá. Dạ vâng. Trời ơi, mong rằng là sau cái hiệu kết nối ngày hôm nay, và con chúc cô sẽ có thật là nhiều sức khỏe nha cô nhé, và luôn lắng nghe chương trình ạ. Còn bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta có thể lắng nghe một bản thu âm hoàn chỉnh đến từ khách mời ngày hôm nay. Xin mời mọi người sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Con Đường Xưa Em Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ và tiếng hát của Phạm Mỹ Hằng. Rồi. Rồi bây giờ thì nói chuyện với mọi người được rồi nè. Xin chào các bạn, hồi nãy giờ không có nói chuyện được. Đây, khoe cái album này.
Đây, đây là album mà chị Mỹ Hằng hồi nãy nói rằng là đã phát hành ở Mỹ. Đây, Phận Má Hồng. Và ở đây có bài Biết Nói Gì Đây nè, một Nếu Một Ngày nè, Kể Chuyện Trong Đêm, Bài Ca Kỷ Niệm. Đâu, bài ca kỷ niệm hay nè. Phận Má Hồng, Nếu lỡ chúng mình cách trở, Thương Hận Tình Đầu Tình Cuối. Wow, Tình Đầu Tình Cuối cũng rất hay. Dạ, cái này thì nếu như mà mọi người quan tâm thì như thế nào chị? Ví dụ như mọi người muốn thì chắc là lên YouTube là có rồi đúng không? Đúng rồi. Thưa quý vị, Hằng mới phát hành cái game 2 này tại Mỹ. Thì Hằng mong rằng hôm nay bắt đầu chúng ta làm quen. Nếu như từ trước đến giờ mà rất là nhiều quý vị chưa biết Hằng, thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lên trên YouTube, quý vị search album Bolero Vol 2 Phạm Mỹ Hằng, thì quý vị có thể nghe được chọn cái album của Hằng. Và quý vị nhớ share cho các bạn nhé. Đây, chị xích qua đây một chút nè. Đây, đây là vật như vậy thì nó đẹp ha. Rồi, đấy, để mở lo lớn lên cho mọi người nghe nha. Chưa bạn Hằng. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Con Đường Xưa Em Đi, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Châu Kỳ qua tiếng hát của Phạm Mỹ Hằng, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí lúc này đây. Mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Thật ra trong phòng thu lúc này đây và phần live stream của chúng tôi nhận được rất là nhiều những lời khen, những phản hồi rất là tích cực thông qua giọng hát này. Thật ra đây cũng là một giọng hát mà khi Hoàng Trí nghe bài hát và nghe một lần đầu tiên thôi là cảm thấy ấn tượng vô cùng rồi. Cho nên là mong rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ khai thác được nhiều hơn giọng hát của Phạm Mỹ Hằng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong muốn ghi nhận được thật nhiều những tín hiệu kết nối của quý vị thính giả thông qua số máy quen thuộc 028 39 91 91 91. Và ngay bây giờ đây, trước khi chúng ta cùng đến với lại tín hiệu kết nối của vị thính giả đến từ Hà Nội, cho phép Hoàng Trí xin được chuyển đi một thông tin được chúng tôi ghi nhận từ cộng tác viên Sơn Tùng cập nhật tại Hà Nội. Vụ cháy trong ngõ nhà dầu phố Khâm Thiên đã được dập tắt hoàn toàn, mật độ cao và các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Xin phép được nhắc lại, vụ cháy mà chúng tôi cập nhật trong ngõ nhà dầu phố Khâm Thiên đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên thì mật độ giao thông hiện tại lúc này đây qua khu vực này khá cao, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn thông tin giao thông từ cộng tác viên Sơn Tùng rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tín hiệu kết nối của anh Phương ở Hà Nội. Hoàng Trí và ca sĩ Phạm Mỹ Hằng xin được gửi lời chào đến anh Phương ạ. Xin chào anh Phương. Xin chào Hoàng Trí, xin chào ca sĩ Phạm Mỹ Hằng. Rồi thôi bây giờ Hoàng Trí hỏi luôn, với ca khúc Con Đường Xưa Em Đi khi nãy mà anh Phương nghe đó, thì anh Phương có những cái điều gì chia sẻ không ạ? Xin hỏi Hoàng Trí hôm nay vào phòng thu có đeo kính không nhỉ? Có, Hoàng Trí có đeo kính ạ. Thế à? Sao vậy mình xem trên Instagram mà Hoàng Trí hay đeo kính quá. Hay đeo kính, dạ đúng rồi, Hoàng Trí đeo kính thì mới đọc được chữ. Rồi, như vậy thì quay trở lại với cái câu hỏi của Hoàng Trí đấy ạ. Tức là khi nghe xong Con Đường Xưa Em Đi, không biết anh Phương thấy thế nào? Nói chung là Phạm Mỹ Hằng thì ca sĩ mới cũng không phải là mới mà cũ thì cũng không phải là cũ nữa. Nhưng mà có một cái dòng hát rất trẻ trung. Wow. Và rất đậm chất bolero, tuy rằng là rất còn trẻ. Trong volume 2 hôm nay thì mình muốn Phạm Mỹ Hằng hát cho vài câu của cái volume 2 bài Phận Má Hồng hoặc là Thương Hận. Phận Má Hồng, dạ vâng. Đây cũng là một cái bài mà được yêu cầu nhiều lắm á chị trong thời gian vừa qua. Trước là xin cảm ơn anh Phương, có những cái nhận xét mà em cảm thấy rất là thích và rất là thật của anh. Thì vâng, sau đây em sẽ hát một vài câu để cho theo đề nghị của anh, và sau đó anh muốn hỏi gì thì em sẽ trả lời nhé. Vâng. Trời làm phong ba đến tận bao giờ, để cành hoa tan nát dưới trời mưa, đôi chân lê bước thương đau, đi trong xa buốt canh thâu, phận má hồng đầy nỗi ưu sầu. Một lần ra đi xót xa vô vàn, đời đầy trông gai biết đâu niềm vui. Ôi bao nhiêu nỗi oan kiên mang trên thân gái cô đơn, phận má hồng một kiếp truân truyền. Wow, vừa rồi là Phận Má Hồng. Dạ vâng ạ. Rồi anh Phương ơi, như thế nào? Nức lòng chưa? Nói chung là hát rất tốt, bởi vì đây là cũng không được hỗ trợ của nhạc cụ. Đúng rồi.
giữ được cái chất bolero và cái kỹ thuật thanh nhạc là quá tuyệt vời rồi. Dạ. Yeah, xin cảm ơn anh, em mừng lắm luôn á. Hôm nay là hồi hộp lắm đó. Dạ. Yeah. Yeah. Thì nói với Phạm Mỹ Hằng là mình nghe bolero từ những thập niên 60 chứ không phải bây giờ mới nghe anh. Dạ. Yeah. Trời, anh là những cái người mà nghe bolero rất là lâu rồi. Nhưng mà bây giờ tự nhiên anh nói câu đó. Hạ Phương và với chồng cùng ấy. Oh yeah. Uh-huh. Đấy, một bài Hà Thương, em nghĩ Hà Thương cũng sẽ rất hợp với giọng của chị. Bài đó. Xin lỗi anh, bài đó em không có thuộc. Dạ. Không, tức là nhưng mà anh bảo là sẽ hợp với tông giọng của chị á. Dạ dạ đúng rồi, dạ. Cảm ơn những cái lời mà nhận xét rất là chân tình của anh. Và em sẽ cố gắng. Và em sẽ nhớ những cái gì mà anh động viên em ngày hôm nay. Cảm ơn anh Phương nhiều nha. Cố gắng cho rồi, bởi vì 12 năm mà giữ cái chất đấy là rất tuyệt vời rồi. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Chúc anh sức khỏe. Dạ vâng, rồi xin được gửi lời chào. Nhưng mà Hoàng Chí thỉnh thoảng lên Instagram thì cũng phải cho tính giả xem những cái gì đặc sắc hơn nhé. Tức là lột mắt kính ra anh hả? Trời ơi, bữa nay anh qua tới Instagram của Hoàng Trí luôn hả? Ghê vậy. Dạ, dạ rồi, để hôm nào thì sẽ cố gắng tháo mắt kính ra. Dạ, rồi xin được cảm ơn anh Phương, chúc anh. Chào Hoàng Trí, xin cảm ơn Mỹ Hằng. Dạ, anh ơi, anh Phương ơi, anh làm em rất là ấn tượng. Vậy thì anh em mình sẽ kết bạn qua Facebook nha anh Phương. Dạ, Facebook của anh là gì ạ? Anh thì không có Facebook nhưng cứ gọi trực tiếp điện số máy. Không, thì sẵn tiền ở đây chị cứ nói Facebook của mình. Dạ, Facebook của em là Phạm Mỹ Hằng. Dạ, Phạm Mỹ Hằng. Dạ, với những ai quan tâm thì có thể. Có dấu không nhỉ? Dạ, có dấu ạ. Có dấu, đầy đủ. Hiện nay em đang sinh sống tại Mỹ cho nên là anh em mình có thể kết nối qua Facebook dễ hơn ạ. Dạ. Dạ, được rồi, thế rồi. Dạ rồi, xin được cảm ơn anh Phương. Cảm ơn anh. Dạ, và mong rằng là ngày hôm. Dạ, vâng ạ. Lúc này đây thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đến với những tín hiệu kết nối tiếp theo nữa, bởi vì là giọng hát ngày hôm nay đã thật sự chinh phục được với rất là nhiều người. Hoàng Trí mong là trong chương trình này sẽ tạo được hiệu ứng thật là tốt cho giọng hát của Phạm Mỹ Hằng để mọi người sẽ lắng nghe nhiều hơn, bởi vì là trên YouTube bây giờ đây thì cũng đã có album Vol 2 của tiếng hát Phạm Mỹ Hằng rồi, với tên tựa đề của album là Phận Má Hồng. Còn bây giờ thì chúng ta lại cùng nhau đến với tín hiệu kết nối của một vị thính giả đến từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhé. Hoàng Trí và ca sĩ Phạm Mỹ Hằng xin được gửi lời chào đến chị Như ạ. Em chào anh Hoàng Trí. Giọng trẻ quá, xin chào Như. Em có kết nối với anh được một lần á. Ừ, một lần là lâu chưa em nhỉ? Biết là nồng sâu tùy tâm làm sao mà chồng chờ đổ bên tiếp nơi nào được chồng. Wow, dễ thương quá. Coi như là hôm nay là tự tin hơn là nhiều rồi đúng không Như? Dạ. Ừ, rồi, anh mong là ngày hôm nay nè, khi mà em kết nối rồi em song ca cùng với lại chị Phạm Mỹ Hằng nữa thì em cũng sẽ chịu khó hơn, mình lên YouTube nè hoặc là những cái trang mạng online đó, mình tìm kiếm cái tên Phạm Mỹ Hằng thật là nhiều để em nghe nhiều hơn những bài hát hoàn chỉnh của chị ấy nha. Em mới song ca với chị Mỹ Hằng cho em hồi hộp quá. Song ca thấy hồi hộp quá. Ông giọng em cũng dễ thương, em không có đi hát mà hát vậy cũng dễ thương rồi. Dạ, dễ thương. Dạ vâng. Rồi, anh mong là ngày hôm nay sẽ có nhiều kỷ niệm giữa em cùng với lại chị Phạm Mỹ Hằng nhé. Dạ. Rồi. Vậy chị em mình kết bạn Facebook ha. Rồi, Facebook xài Facebook. Dạ. Okay. Thôi thì mong là em cũng sẽ nghe nhiều hơn trên các trang mạng nhé. Với những tín hiệu kết nối thông qua số máy quen thuộc 0283991191. Hoàng Trí và Phạm Mỹ Hằng xin được gửi lời chào đến anh Nam ạ. Chào em, chào Hoàng Trí, chào ca sĩ Mỹ Hằng. Xin chào anh Nam ạ. Anh ơi, anh kết nối từ đâu về ạ? Anh đang kết nối từ Hà Nội em. Hà Nội, dạ. Công việc của anh Nam là gì anh Nam ha? Anh là tài xế em ơi. Wow, rồi chọn. Chương trình trên mọi nẻo đường và là liên với chương trình Bolero cuối tuần. Vâng ạ, em xin được cảm ơn tình cảm của anh rất là nhiều. Anh ơi, anh cho em biết đi, trong không gian của một cái chiếc xe như vậy mà nãy giờ anh nghe tiếng hát của Phạm Mỹ Hằng, anh thấy như sao anh? Thì thực ra mà nói thì riêng về Bolero thì anh đã nghe từ rất lâu rồi. Yeah. Nhưng mà thực tế mà nói thì anh nghe thì anh chỉ thích nghe những ca sĩ người ta gọi là ca sĩ người xưa thôi. À, dạ. Yeah. Và các bạn mới bây giờ thì anh cũng nghe. Dạ. Yeah. Trong cái giọng hát của các bạn mới bây giờ thì nó có cái, nó cũng có một cái riêng. Dạ. Yeah. Nên là cũng có thấy có cái hay. Dạ. Yeah. Giọng hát có vẻ như là nó được cứng hơn. Yeah. So với cả các cụ ngày xưa. Các cụ ngày xưa ví dụ như ca sĩ Chế Linh này, Hương Lan này, Khánh Ly này thì người ta có một cái giọng hát nó vẻ uyển chuyển mà nó gọi là sến hơn bây giờ. Yeah. Các bạn thì bây giờ
các bạn hát bây giờ theo một xu hướng mới nó hơi trẻ hơn. Dạ đúng rồi. Có cái hay của nó. Dạ. Rồi rồi, rồi cái yếu tố của chị Mỹ Hằng thì sao? Bởi vì là thật ra em thì bản thân Hoàng Trí lại không thấy được cái yếu tố, bởi Hoàng Trí mới nhấn mạnh là giọng hát này rất đặc biệt. Nó rất khác luôn á, nghe nó có cảm giác gì nó cũ cũ cũng có, mà nó mới mới cũng có luôn anh. Đúng rồi, mình vừa xong qua một số những cái bài hát của Mỹ Hằng, thì bây giờ lần đầu tiên mình được nghe Mỹ Hằng, phải nói thật, chia sẻ thật là mình lần đầu tiên mình được nghe Mỹ Hằng hát. Và mình có đôi chút bày tỏ về cái cảm nhận của mình thôi. Yeah. Đó là một giọng hát rất có nội lực. Wow. Trời ơi, anh Nam hả? Yeah, em xúc động quá, em rất cảm ơn anh. Rất có nội lực ở trong cái giọng hát này, bởi vì rằng là có pha một chút gì đó của người xưa và có pha một chút gì đó của thời nay. Yeah. Nhưng mà anh muốn hỏi Mỹ Hằng một chút là trong cuộc trong cái thời gian Mỹ Hằng đi hát, ai cũng có những cái bài hát nó là sở trường, nó là thủ của mình. Thì đối với cảm nhận của Mỹ Hằng thì Mỹ Hằng tự cảm nhận mình là có bài hát nào là mình cảm thấy rằng là mình tâm đắc nhất và mình cảm thấy là hay nhất. Dạ, trước hết là em rất là cảm ơn lời nhận xét của anh. Anh nhận xét rất là chính xác, tức là làm cho ca sĩ Bolero phải để ý những cái lời nhận xét của những khách mà của khán giả như anh, thì em rất là cảm ơn anh. Và theo cái câu hỏi của anh thì em xin được trả lời là cái bài hát tâm đắc nhất trong cái album Bolero Vol 2 của em là bài Tình Đầu Tình Cuối. Thì nếu có thời gian xin mời anh lên anh nghe ở trên YouTube á. Còn album Vol 1 của em, dạ, Vol 1 là có bài Dấu Chân Kỷ Niệm. Dạ. Okay. Dạ. Anh hứa anh sẽ nghe hai bài hát này của em. Dạ. Cho em hỏi là anh có xài Facebook không ạ? Anh có xài Facebook. Thì em muốn kết nối với anh nè. Được rồi, anh sẽ kết nối với em, bởi vì hôm vừa rồi, tại sao hôm nay anh kết nối đâu, vì hôm vừa rồi anh bao nhiêu năm xa xứ của chú Chí Linh, thì hôm vừa rồi anh được nghe tại Hà Nội. Dạ. Thế là hôm nay anh đã đi dựng cái chương trình, anh đã đi tham gia cái chương trình đó và phải đầu tư ra một số tiền cũng tương đối kha khá bởi vì mình quá đam mê. Anh là một dạng, anh là kiểu một người, một khán giả thực sự là tâm huyết dành cho những điều mà anh thích đó. Tức là anh không chỉ là nghe mà anh còn chính là người thưởng thức nghệ thuật á. Cho nên là bởi vậy ngày hôm nay khi mà nghe tiếng hát của chị Phạm Mỹ Hằng xong là anh gọi liền liền và chia sẻ với rất là nhiều những cái điều nó rất là thiện cảm như thế này. Em mong rằng là với hai bài hát mà chị Phạm Mỹ Hằng vừa nhắc, anh sẽ nghe để có được cho mình những cái điều mà anh rút ra riêng anh nha. Ok. Dạ. Còn bây giờ anh thì anh có yêu cầu gì không? Anh sẽ kết nối với Facebook với cả Mỹ Hằng. Phạm Mỹ Hằng có dấu đúng không em? Dạ có, Phạm Mỹ Hằng có dấu mà em mặc cái áo dài xanh có vương miện trên đầu á anh. Có vương miện trên đầu rồi, ok anh. Dạ. Sau đó là anh sẽ hỏi lại em nhắn tin lại cho anh cái tên bài hát để tí nữa anh search luôn để anh nghe trên ô tô của anh luôn. Wow, dạ. Yeah. Đấy, chị nên nhớ là ảnh là tài xế nha. Yeah. Mà ảnh nghe là khách của ảnh cũng nghe. Yeah. Đây. Mà ảnh nghe một lần thì khách ảnh nghe một lần, mà ảnh nghe 10 lần là khách ảnh nghe 10 lần. Yeah. Rồi, cảm ơn anh Nam, không biết là anh có yêu cầu gì không ạ? Anh chỉ hy vọng, anh không yêu cầu, anh chỉ hy vọng làm sao Mỹ Hằng, anh đối với Hoàng Chí thì là có một giọng cười cực kỳ thoải mái, luôn luôn giữ được nụ cười này cho đến lúc nào mà không thể cười được nữa thì thôi. Dạ, cảm ơn anh. Còn đối với cả Mỹ Hằng thì anh chỉ mong làm sao Mỹ Hằng, anh rất nhiều ca sĩ có thể nói rằng là ca sĩ Bolero cũng như là chương trình cho đến bây giờ vẫn còn duy trì được, ví dụ như là chú Chí Linh hôm vừa rồi anh vừa biết là bởi người có cái tố chất trong đó, anh cảm nhận đấy là có một cái gì đó nó rất riêng của em đấy. Dạ, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Hôm nay em rất là vui được kết nối với anh. Và nếu như mà có bầu show nào đó mời, em có thể hát một lúc 15 bài show chắc nhanh luôn. Dạ, đặc biệt là ngoài Hà Nội thì anh Nam sẽ đến nghe. Nhưng phải 77 tuổi nhá. Dạ. Hát đến lúc 77 tuổi mà em hát 15 bài thì anh sẽ lấy cùng em. Rồi, coi như là hôm nay em thua anh Nam 1-2 nha. Dạ, mong câu. Thua Nam 1-0. Dạ, rồi, không, đôi khi là mình phải có một cái duyên, thua thắng, thắng thua nó mới bắt đầu, và có sự liên kết với nhau nha anh Nam nha. Rồi, ok. Rồi, anh Dương lại cho các bạn hát chúc tất cả bắt tay trên vạn giọng bình an. Dạ, vâng, xin được. Chương trình luôn luôn được duy trì, có thời gian được nhiều cho anh em hơn nữa.
Dạ, xin được cảm ơn anh. Mời được càng nhiều ca sĩ càng tốt. Dạ. Dạ. Rồi xin được cảm ơn anh Nam, một vị thính giả rất là nhiều tình cảm bày tỏ cho chương trình và rất nhiều những cái thiện chí nữa. Dạ vâng, mình rất là trân quý về điều này và chúc cho anh Nam sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Tay lái của anh thì lúc nào cũng vững vàng và tham gia giao thông thật là an toàn. Còn bây giờ đây, trước khi cùng đến với tín hiệu kết nối tiếp theo, cho phép Hoàng Trí chuyển đi một thông tin giao thông được ghi nhận tại Hà Nội. Cầu Thanh Trì trong làng ô tô có một xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi quốc lộ 5. Xin phép được nhắc lại, cầu Thanh Trì trong làng ô tô có một xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi quốc lộ 5. Xin được cảm ơn thông tin giao thông đến từ vị thính giả vừa rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tín hiệu kết nối của cô Ngọc Em ở Đồng Tháp. Hoàng Trí và ca sĩ Phạm Mỹ Hằng xin được gửi lời chào đến cô Ngọc Em ạ. Rồi, cô em chào Hoàng Trí nha. Dạ. Với, Mỹ Hằng. Mỹ Hằng. Dạ. Dạ xin chào. Thấy cô. Này á, cô cách nói hoài mà không có được. Dạ. Còn dạ. Tiếng cười con lâu rồi mà sao mà cái gì mà kết nói không được nè, bữa nào có duyên kết nói được đó nha. Dạ, tại hôm nay có chị Phạm Mỹ Hằng ở cái bên á nên mình đủ duyên mình gặp nhau đó cô. Dạ. Mà nhớ á mà làm kỳ kết nói không được kỳ chứ. Dạ. Làm như khán giả nhiều quá, cô kết nói không được bữa nay là quá mừng rồi. Dạ. Một tí ơi, năm nay qua Tết rồi có gì vui chưa? Dạ, con có nhiều cái vui lắm cô. À, con gặp dạ. Con gặp khách mời của con cũng vui nè, con gặp cô con cũng vui. Con có à. Dạ. Nghe nào mỗi khi cô mà buồn cái cô nghe cái điện thoại mà con cười cái cô bất tỉnh theo á. Ồ dạ, con cảm ơn cô, tức là mỗi lúc cô buồn mà cô nghe con cười là cô cười theo hả cô hả? Ừ. Dạ, con cảm ơn cô. Con ước gì mà sao Tết ngày mùng 1 mà con được ra lại nhà cô cũng cười cái bắt đầu ấy con thấy trời, người ta thì sông đất mà con là sông đất bằng âm thanh đó cô hả? Tới nhà con cười. Dạ, thôi con nghĩ là như này nè cô, cái tiếng cười của con á đôi khi á là cô thu lại trong chương trình thì cô còn có thể nghe được, còn á con nghĩ rằng á là với tiếng hát của chị Phạm Mỹ Hằng nó cũng sẽ mang đến với rất là nhiều những điều ngọt ngào cho cô nữa, cho nên là ngày hôm nay mình tranh thủ cơ hội, cô có hỏi thăm gì về chị Phạm Mỹ Hằng hay không, hay là cô yêu cầu gì không ạ? Có chứ. Dạ. Nè, cô hỏi thăm Phạm Mỹ Hằng nè. Dạ. Con đi hát năm nay được bao lâu rồi con? Dạ thưa cô, con đi hát được 12 năm rồi ạ. Dạ. Bây giờ cô nghe cái tiếng hát của con là cô thích rồi đó. Mà bây giờ cô cách nói trong giờ này nè. Nè, nói nghe nè. Con hồi đó giờ con ở mà quê ở đâu luôn con? Dạ thưa cô, con trước đây con ở quê của con là ở Bình Định ạ. Rồi sau đó... Bao nhiêu năm chị hát ở thành phố Hồ Chí Minh? Ở Sài Gòn 12 năm. 12 năm, sau đó mình mới bắt đầu đi Mỹ. Dạ, mới bắt đầu đi Mỹ. Nhưng mà hồi trước, hồi nhỏ thì con cũng hát hả cô? À, múa hát từ lớp 1 cô ơi. Dạ, dạ, con múa hát từ nhỏ à. À, bây giờ cô nói nè, bữa nay cô kết nối cũng hay rồi, sợ trễ thời gian. Dạ. Bây giờ cô mà muốn yêu cầu Phạm Mỹ Hằng ca cho cô bản gì cũng được hết. Gì cũng được. Dạ. Biển tình đi chị. Bài đó không thuộc lời vậy. Ồ, vậy hả? Thế giờ hát cho cô bài để nghĩ cái bài gì cho hợp với cô. Tình đầu tình cuối. Tình đầu tình cuối hả? Bài đầu không được hết. Sao em kỷ niệm. Dạ. Đúng là bó đơn. Dạ. Thôi bây giờ tùy chị hay là tình đầu tình cuối đi. Tình đầu tình cuối đi ha. Dạ. Cũng là cũng hay hết. Dạ. Dạ. Nè, trước hết nè cô nghe rồi bây giờ cô chúc một tí này nha. Dạ. Qua năm mới nhưng mà cái đầu năm rồi cũng như nó cũng còn gần. Lúc năm mới cô chúc Quần Trí nè, tụi giàu sức khỏe, làm công việc tốt. Mà mình á, cái gì á, cái cũng phải giữ tiếng cười cho cao rộng lên bao nhiêu người á. Cười sao mà cho nó rộn rã lên cho nó vui vẻ nha, là cô mừng lắm nha. Dạ con cảm ơn cô. Cô ơi, thường thường con cũng cười giòn lắm, hôm nay con không dám cười nhiều. Rồi, nói nghe nè, con chúc cho Mỹ Hằng này nha, ca trên con đường nghệ thuật của mình là lúc nào cũng là trẻ, cũng vui vẻ như vậy. Tiếng ca có cũng như là thấy dễ thương lắm á. Dạ, dạ. Tiếng ca dễ thương. Dạ. 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 Con nghe tiếng... nãy giờ tiếng mềm mỏng mà cũng như nó nhẹ nhàng. Dạ. Vậy là cô thích con ca, ca cô bản nghe không? Dạ, dạ, con cảm ơn cô. Dạ, dạ. Cô hôm nay là con hơi ho cô. Dạ, hôm nay là ho nãy giờ. Ho nãy giờ cho nên là...
Dạ. Cảm ơn con. Dạ, rồi tụi con rất là cảm ơn cô nha. Tụi con sẽ chúc cô là có thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng có nhiều niềm vui. Rồi á, là tinh thần của cô thì lúc nào cũng lạc quan, như là những điều hồ hởi trong giọng nói của cô mà cô chia sẻ với chương trình vậy nha cô nha. Dạ vâng, rồi bây giờ đây thì chúng ta cũng đã gửi lời chào đến cô Ngọc Em ở Đồng Tháp. Và lúc này đây thì rất tiếc, mặc dù là chúng ta vẫn muốn có những tín hiệu kết nối nữa và có nhiều bài hát hơn để gửi đến cho tất cả mọi người, tuy nhiên thì khung thời gian của chương trình Bolero cuối tuần đến đây cũng đã khép lại. Dạ vâng, không biết là chị Mỹ Hằng, chị có điều gì mong muốn được chia sẻ với mọi người nữa hay không ạ? Kính thưa toàn thể quý vị của chương trình Bolero cuối tuần, hôm nay Phạm Mỹ Hằng rất là hạnh phúc được gặp gỡ và kết nối với tất cả quý vị. Thì Hằng mong rằng là sau này Hằng sẽ có cái thời gian cũng như là được nhà đài mời mình nữa để mà mình được gặp gỡ tất cả những quý vị khán giả của mình. Thì nếu quý vị nào mà chưa biết đến Mỹ Hằng thì quý vị có thể search lên mạng Phạm Mỹ Hằng và quý vị nghe những ca khúc của Hằng và ủng hộ cho Hằng nhé. Và trước khi chia tay thì Hằng xin cảm ơn tất cả những anh chị em trong Facebook cũng như là bạn của Hoàng Trí đã gửi lời chúc mừng và nhận xét rất là hay. Thì Hằng xin chúc cho toàn thể tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha quý vị. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chị Phạm Mỹ Hằng vì ngày hôm nay đã sắp xếp thời gian đến với chương trình. Và chắc chắn là sau khi mà chị trở về Mỹ và khi nào quay trở về Việt Nam với những buổi biểu diễn của mình thì hãy nói với Hoàng Trí để Hoàng Trí sẽ mời chị quay trở lại trong những khung giờ phát sóng khác nữa, và đặc biệt hơn những buổi sau của chương trình Bolero cuối tuần chị nha. Dạ, còn đến đây thì Hoàng Trí và ca sĩ Phạm Mỹ Hằng xin được gửi lời chào và lời cảm ơn vì sự đồng hành của tất cả mọi người trong không gian của chương trình Bolero cuối tuần tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả quý vị. Rồi xong. Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rồi cảm ơn mọi người nha. Mong rằng là với phần livestream ngày hôm nay mọi người nhìn thấy được dung nhan của chị Phạm Mỹ Hằng, rồi nghe được giọng hát của chị nữa, coi như là thưởng thức trên nhiều phương diện luôn. Thì mình sẽ yêu mến người ca sĩ này nhiều hơn, ủng hộ bước đường hoạt động nghệ thuật tiếp theo để chị Mỹ Hằng sẽ có nhiều những sản phẩm để phục vụ mọi người nha. Xin chào. À quên, chúc mọi người ngủ ngon.